Xin chào các bạn đang nghe kênh Án Khét Tiếng, mình là Xuân Tú. Vào sáng 11 tháng 11 năm 2005, chủ một nhà hàng tại khu Sinjeongdong, Jangyeoju, Hàn Quốc đến cửa hàng sớm để chuẩn bị mở cửa kinh doanh như thường lệ. Tuy nhiên, vừa mới đỗ xe, ông đã phát hiện một bao tải lốp xe lớn nằm ngay gần bức tường của nhà hàng. Luật pháp Hàn Quốc có quy định rất nghiêm ngặt về địa điểm và thời gian vứt bỏ lốp xe. Nếu công dân nào vứt bừa bãi sẽ bị phạt. Để tránh gặp rắc rối, chủ nhà hàng dù bực bội nhưng cũng đành phải tự mình xử lý bao tải lốp xe này. Cái bao tải này trông có chút kỳ lạ và vì hiếu kỳ thế nên ông chủ đã quyết định mở ra để xem bên trong là cái gì. Thứ được cất giấu bên trong bao tải khiến ông có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được. Đó là thi thể một người phụ nữ, đầu được bọc bằng một cái túi nhựa màu đen. Ông chủ hoảng sợ vô cùng, lập tức báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Họ xác định nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Tuy nhiên, ngoài chiếc túi nhựa lớn và một sợi dây, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết quan trọng nào khác. Điều cần làm nhất lúc này là chuyển thi thể đến phòng giải phẫu pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết và làm rõ danh tính của nạn nhân. Việc xác định danh tính của ai đó trong một thành phố đông đúc dân cư như là Seoul quả thực không hề dễ. Thế nhưng, bất ngờ là công việc này lại được hoàn thành khá nhanh chóng ngay sau khi phát hiện thi thể. Nguyên nhân là ngay trước khi thi thể được tìm thấy, một người đàn ông đã khai báo với cảnh sát. Do xảy ra một vài chuyện gia đình, anh đã cãi nhau với vợ là cô Ly. Sau đó cô Ly đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Anh này gọi điện cho nhà ngoại để thuyết phục vợ quay về, nhưng bố mẹ vợ lại nói cô Ly không hề tới đó. Sau khi xem lại một loạt camera an ninh, cảnh sát xác định lần cuối cùng cô Ly được camera ghi lại gần ga tàu điện ngầm Sinjeongdong. Cứ như vậy, cảnh sát đã triệu tập gia đình của nạn nhân Ly đến làm việc. Và quả nhiên, thi thể đó đúng là thuộc về Ly, người phụ nữ đã mất tích trước đó. Kết quả giám định tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do bị xiết cổ, tức là nạn nhân đã bị ai đó sát hại. Thời gian xảy ra vụ án là từ đêm mùng 10 tháng 11 năm 2005 đến khoảng sớm ngày 11, tức là trước khi phát hiện thi thể chưa tới 12 tiếng. Ngoài ra, trong ổ bụng nạn nhân cũng có dấu hiệu bầm máu, chứng tỏ cô bị đánh đập trước khi tử vong. Hơn thế nữa, pháp y còn tìm thấy dấu vết cho thấy nạn nhân bị hiếp dâm, nhưng không thu thập được ADN của kẻ thủ ác. Điều này cho thấy tên sát nhân đã dùng biện pháp an toàn khi gây án. Căn cứ vào các manh mối mà cảnh sát đang nắm giữ, hiện chỉ còn cách rà soát lại những người dân sống xung quanh hiện trường để tìm kiếm nhân chứng. Nghe đến đây, có người sẽ cho rằng chồng của nạn nhân là nghi phạm số 1, bởi vì cô Ly trước khi chết đã bỏ nhà ra đi vì mâu thuẫn với chồng. Tuy nhiên, cảnh sát đã sơ bộ xác minh được lịch trình của người chồng trong thời gian gây án. Kết quả cho thấy người chồng có vẻ không phải hung thủ. Điều quan trọng hơn cả là ngay từ đầu, điều tra viên đã nhận định đây có thể là vụ giết người hàng loạt. Lý do là vì cách đây nửa năm, tức là ngày 7 tháng 6 năm 2005, cảnh sát Seoul nhận được một cuộc gọi trình báo từ một công nhân vệ sinh. Khi đang dọn dẹp quanh một ngôi trường, anh này đã phát hiện hai bao gạo buộc chặt vào nhau và từ khe hở giữa hai bao gạo, anh thấy thò ra một đôi tay người. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã tìm thấy bên trong hai bao gạo là thi thể của một cô gái trẻ. Theo kết quả giám định, cô gái này cũng bị xiết cổ và có dấu vết bị xâm hại tình dục, nhưng không thu thập được ADN của kẻ gây án. Các chi tiết về cái chết của cô gái này hoàn toàn giống với vụ án của cô Ly, từ phương thức gây án đến địa điểm là khu vực Sinjeongdong. Do quá nhiều điểm tương đồng mà nạn nhân lại không có mối liên hệ gì với nhau, nên cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người hàng loạt. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát cũng đã tìm ra một nghi phạm, đó là anh họ của nạn nhân. Bà con hàng xóm xung quanh nói quan hệ giữa nạn nhân và anh họ khá căng thẳng. Hơn nữa, ông anh này cũng có biểu hiện rất kỳ lạ khi tham dự tang lễ. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, người này đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Mãi tới thời điểm sau cái chết của cô Ly, mọi người mới ý thức được khu vực Sinjeongdong đang xuất hiện một tên sát nhân máu lạnh chuyên nhắm vào phụ nữ. Cũng vì vậy mà thái độ của dân chúng đã chuyển sang hoảng sợ tột độ. Tất cả mọi người đều mong cảnh sát sớm bắt được kẻ thủ ác. Tuy nhiên, điều tra viên lại không tìm thấy bất kỳ manh mối sinh học nào về kẻ thù ác. Điều càng phức tạp hơn là, mặc dù đã tiến hành rà soát các hộ dân sống xung quanh hiện trường, cảnh sát vẫn không thể tìm ra được bất kỳ nhân chứng. Cảnh sát cuối cùng cũng phải nhờ tới các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm để hỗ trợ công tác điều tra. Ngay khi tham gia, các chuyên gia này đã tập trung vào một chi tiết mà trước đó không ai để ý đến. Chiếc túi bọc xác của hai nạn nhân nữ đều có những sợi dây buộc bên ngoài. Và điểm đặc biệt mà các chuyên gia phát hiện chính là cách thức tên sát nhân này buộc những sợi dây. Thực ra việc bỏ thi thể vào các loại túi đựng để vứt đi không phải là hiếm, nhưng để người khác không thể dễ dàng mở ra,
kẻ gây án thường sẽ buộc dây bằng nút thắt. Tuy nhiên trong cả hai vụ án này, hung thủ lại dùng một cách rất đặc biệt, thắt thành một đầu dài, một đầu ngắn. Đặc điểm nổi bật nhất của cách buộc này là vừa chắc chắn, vừa dễ mở, chỉ cần kéo nhẹ đầu ngắn là có thể mở được ra. Có vẻ hung thủ đã thành thạo trong việc buộc dây. Ngoài ra, địa điểm vứt xác trong cả hai vụ án đều là những khu vực có lượng người qua lại khá đông, như là gần trường học hay là nhà hàng. Những nơi như vậy sẽ khá bất lợi đối với hung thủ. Ban đầu thì chuyên gia cho rằng nghi phạm có thể là người ngoài địa phương, không quen thuộc khu vực này. Tuy nhiên sau khi khảo sát thực địa, họ đã thay đổi suy nghĩ. Mặc dù cả hai địa điểm đều nằm trong khu vực sầm uất, nhưng điểm vứt xác lại nằm tại những khu vực khuất tầm nhìn, ít người qua lại vào ban đêm. Điều này chứng tỏ kẻ gây án không những không phải là người ngoài địa phương, mà ngược lại còn rất quen thuộc với khu vực này. Sau khi tổng hợp tất cả thông tin, chuyên gia đã cung cấp một bản tiểu sử tâm lý về nghi phạm. Họ cho rằng kẻ gây án có thể là một nam thanh niên sinh sống tại khu vực Sinchiong Đông, thường làm công việc đóng gói, có thu nhập thấp và có xu hướng bạo lực. Sau khi nhận được bản tiểu sử này, cảnh sát đã lập tức đăng báo kêu gọi người dân cung cấp thông tin để giúp giải mã vụ án. Đồng thời họ cũng tiến hành rà soát những đối tượng có tiền án tiền sự, đặc biệt là những người từng liên quan đến các vụ án xâm hại tình dục tại khu Sinchiong Đông. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thu được bất kỳ kết quả nào khả quan. Trái lại, người dân còn thúc giục họ nhanh chóng phá án. Cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra từ khu Sinchiong Đông sang cả vùng lân cận, thậm chí là kiểm tra tất cả những người làm công việc đóng gói hàng hóa trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối. Trong khi cảnh sát đang vò đầu bứt tai thì một vụ án mới lại xuất hiện. Khác với các vụ trước, nạn nhân lần này may mắn sống sót. Ngày 31 tháng 5 năm 2006 là ngày bầu cử địa phương lần thứ tư tại Hàn Quốc, cả nước được nghỉ một ngày. Vì vậy, cô Park quyết định rủ bạn trai đi chơi một ngày. Cặp đôi này hẹn nhau tại phố Đông Ô. Tuy nhiên, cô Park vì quá mải mê chơi điện thoại di động nên đã lỡ bước lên xe buýt tại trạm Sinchiong Đông. Khi ý thức được tình hình, xe buýt đã chạy đến trạm Sinchiong Đông rồi. Và sau khi nhận ra mình lên nhầm chuyến, cô Park vội vàng xuống xe. Để quay lại điểm hẹn gặp, Park quyết định đi bộ vì đi ô tô mất rất nhiều thời gian và khoảng cách giữa hai nơi cũng không xa lắm. Trên đường đi, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần Park ép cô đi theo hắn. Cô Park không hề quen biết người đàn ông này. Khi thấy cô Park có biểu hiện chống cự, người đàn ông này đã rút ra một con dao nhọn và dọa đâm vào cô. Park hoảng sợ vô cùng, không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đi theo hắn. May mắn là đúng lúc này lại có hai người đi ngang qua nên Park đã la lên cầu cứu. Những người đi đường kia đã tiến lại gần và hỏi Park xem cô có cần giúp đỡ hay không. Park chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã nhanh chóng đáp: "Không sao, chỉ là bạn gái tôi đang say mà thôi, xin lỗi nhé." Nghe vậy thì hai người kia cũng không hỏi thêm gì nữa. Còn lý do tại sao Park không giải thích gì với hai người kia là vì khi đó người đàn ông đang giữ con dao chĩa vào sau lưng cô. Tiếp đó Park bị đưa đến một căn hộ bán hầm ở khu Sinchiong Đông. Cái gọi là bán hầm là nhà có phần lớn ở dưới mặt đất, chân nhà chỉ cách mặt đất khoảng 30cm. Khái niệm này mới được nhiều người biết đến sau khi bộ phim Ký sinh trùng từng đoạt giải Oscar ra mắt. Hiện nay vẫn còn 350.000 người sống trong những căn hộ bán hầm tại Seoul. Sau khi đến căn hộ bán hầm này, người đàn ông bất ngờ đánh đập Park và cố giở trò đồi bại. May mắn là đang chuẩn bị hành sự thì hắn lại buồn đi vệ sinh nên đã tạm rời khỏi đó. Ngay lập tức, Park lợi dụng cơ hội này trốn khỏi căn hộ. Vì không quen thuộc với cấu trúc căn nhà, cô tìm mãi không được lối ra. Đang chạy thì Park nghe thấy tên đàn ông gọi vọng vào một căn phòng khác: "Tôi về rồi." Như vậy, căn hộ bán hầm này còn có ít nhất một người đàn ông khác cùng sinh sống. Park chạy lên tầng 2 và trốn vào sau một tủ giày đặt ở trước căn hộ. Hai người đàn ông từ tầng hầm chạy lên, kêu lớn đe dọa: "Nếu cô có ý định bỏ trốn, chúng sẽ giết người." Mắt thấy trong tay chúng có một cây cưa, Park vô cùng hoảng sợ, vội vàng rụt đầu lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng thì căn hộ cũng yên tĩnh trở lại. Sau đó, Park lại thò đầu ra. Khi đã chắc chắn không còn nguy hiểm, cô liền chạy như bay khỏi đó. Sau khi trốn thoát, Park gọi điện cho bạn trai kể lại sự việc. Và cuối cùng, cả hai cùng nhau đến trụ sở cảnh sát trình báo. Sau khi nghe xong diễn biến sự việc, cảnh sát cũng cảm thấy đây không phải là vụ việc đơn giản. Đầu tiên, vụ việc xảy ra tại khu vực Sinchiong Đông, đây vốn là khu vực khá nhạy cảm. Thứ hai là thời gian xảy ra vụ việc cách nhau khoảng nửa năm so với vụ việc trước đó, mà nạn nhân của cả hai vụ này đều là nữ giới. Thứ ba, trên quần áo của nạn nhân, cảnh sát phát hiện một loại hoa đặc biệt. Sau khi kiểm tra,
Loại hoa này không phải là có sẵn trên quần áo, có lẽ dính vào người nạn nhân lúc nào không biết. Loại hoa này thường được tìm thấy trong môi trường bán hầm tối tăm, vì vậy cảnh sát đã nghĩ kẻ gây án có thể là người sống tại những căn hộ bán hầm. Ngoài ra thì Park cũng cho biết cô đã nhìn thấy rất nhiều sợi dây và một số công cụ khác liên quan trong căn bán hầm đó. Điều này cũng khiến cảnh sát nghĩ rằng kẻ gây án có thể là nhân viên đóng gói. Có vẻ như người đàn ông mà Park gặp cũng chính là hung thủ của hai vụ án nhắm vào phụ nữ trước đó. Theo mô tả, nghi phạm có chiều cao khoảng 1m75, khoảng 30 tuổi, thân hình gầy gò, đặc điểm nổi bật là dáng lông mày rất kỳ lạ. Vì vậy cảnh sát đã có thể vẽ được bức chân dung kẻ gây án và dán khắp các ngõ ngách trong khu Sinchiong Đông, hy vọng có người biết tin tức. Có người cho rằng chỉ cần cô gái nói rõ vị trí chính xác của căn hộ, cảnh sát đến đó bắt người là xong, cần gì phải vẽ chân dung rườm rà như vậy. Đây chính xác là điểm đáng tiếc nhất của vụ này. Park vốn là người mù đường hay đi lạc. Khi bị bắt cóc, trong đầu cô chỉ nghĩ đến cách trốn thoát, do vậy cô không nhớ rõ đường đi đến căn hộ đó. Hơn nữa vụ việc xảy ra đã gây cho Park cú sốc vô cùng lớn, khiến cô bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Vì những lý do này, Park hoàn toàn không biết vị trí chính xác của căn hộ là ở đâu. Tuy nhiên cô lại nhớ một số chi tiết khác, chẳng hạn như khi trốn thoát khỏi căn hầm đó, cô đã trốn sau một chiếc tủ giày ở tầng 2. Và trên giá của tủ giày này, cô nhìn thấy một chậu hoa trang trí rất đặc biệt. Bên cạnh tủ giày có dán một tấm đề can hình thỏ ngỗ nghịch. Và trong khi chạy trốn, cô cũng đã đi qua một ngôi trường, trên tường có in vài dòng chữ gì đó. Cảnh sát nghe xong liền phấn chấn hơn hẳn. Họ nghĩ chỉ cần tìm được chiếc tủ giày đó là có thể bắt được nghi phạm. Phạm vi tìm kiếm cũng không quá rộng, vì từ lúc cô gái chạy ra khỏi căn hộ đến khi tới được trường học cũng chỉ mất khoảng 15 phút. Do vậy chỉ cần tập trung tìm kiếm trong phạm vi bán kính 1-2 cây số từ trường học là có thể tìm được. Thế nhưng khi các điều tra viên thực sự vẽ ra phạm vi tìm kiếm trên bản đồ, họ lại không biết phải làm gì tiếp theo. Ngôi trường này nằm giữa những khu dân cư đông đúc, trong vùng có hàng ngàn căn hộ, phải tìm tới khi nào mới xong. Trước tình hình này, cảnh sát quyết định chỉ tiến hành tìm kiếm tại khu vực có nhiều khả năng nhất. Đồng thời họ cũng tiết lộ thông tin liên quan cho người dân, với hy vọng càng nhiều người góp sức thì càng tốt. Sau khi hình ảnh chú thỏ ngỗ nghịch xuất hiện trên mặt báo, nó tạo ra sự tương phản rất lớn với chủ đề vụ án giết người hàng loạt, khiến dư luận một phen dậy sóng. Từ thời điểm đó, kẻ gây ra vụ án này được gọi với cái tên là sát nhân thỏ ngỗ nghịch. Mặc dù đúng là có rất nhiều người quan tâm đến vụ án, nhưng những người cung cấp manh mối thì cũng không nhiều. Còn về phía cảnh sát thì tiến độ điều tra rất chậm, đã rất nhiều tháng trôi qua nhưng gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ điều đáng mừng duy nhất là không có thêm vụ án nào mới xảy ra mà thôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà vụ việc này dần chìm vào quên lãng. Chớp mắt đã 9 năm trôi qua. Trong 9 năm đó, khu Sinchiong Đông đã hoàn toàn trở lại sự yên bình vốn có. Cái chết liên tiếp của ba cô gái năm đó cũng đã sớm bị người dân địa phương lãng quên. Thế rồi vào ngày 17 tháng 10 năm 2015, một bộ phim tài liệu điều tra nổi tiếng của Hàn Quốc có tên là I Want to Know That đột nhiên thực hiện một chương trình về vụ sát nhân thỏ ngỗ nghịch. Không ngờ là sau khi chương trình phát sóng, một bình luận trong phần comment đã mở ra cánh cửa mới cho vụ án này. Cụ thể một người dùng mạng để lại ở bình luận nói vào cái năm xảy ra vụ án, anh ta đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng pizza tại khu Sinchiong Đông. Công việc chính là đi giao hàng. Sau khi xem bộ phim tài liệu, người này đột nhiên nhớ lại một việc. Năm đó có một người đàn ông thường đặt pizza tại cửa hàng của anh ta và trên tủ giày của người này có dán một tấm đề can hình chú thỏ ngỗ nghịch. Không chỉ vậy, để giao hàng nhanh hơn, anh shipper này cũng chụp nhiều tấm ảnh của khu vực quanh nhà người đàn ông đó. Sự xuất hiện của bình luận này khiến dư luận dậy sóng. Ở thời điểm năm 2015, mạng Internet đã rất phát triển, các ứng dụng bản đồ xuất hiện liên tục, nên cư dân mạng đã nhanh chóng định vị được địa chỉ thật sự của căn hộ. Có không ít người đã tới chụp ảnh tại hiện trường và đăng lên mạng. Sự việc này khiến cho một nhân vật then chốt khác của vụ án cũng bị lộ diện, chính là chủ nhân của cái tủ giày chú thỏ ngỗ nghịch ở căn bán hầm năm nào. Vì vụ án quá nổi tiếng nên gia đình chủ nhân căn bán hầm này cũng phải chịu cảnh bị quấy nhiễu liên tục, không một phút giây nào bình yên. Họ không còn cách nào khác ngoài phải lên tiếng. Theo lời chủ nhà, thời điểm xảy ra vụ án, con nhỏ của vợ chồng họ mới chỉ 3 tuổi. Những chiếc chậu hoa thủ công và tấm sticker con thỏ ngỗ nghịch trên tủ giày đều là do đứa bé dán lên. Nghe nói trước đây ở tầng hầm nhà họ từng có một người đàn ông sinh sống. Người này khoảng 30 tuổi, bình thường. Ngoài công việc, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ về tầng hầm vài ngày. Nhưng đến khoảng tháng 10 năm 2006, người đàn ông này đã dọn đi mất.
Lý do chủ nhà còn nhớ rõ thời gian như vậy là bởi tháng 10 năm 2006, vợ chủ nhà lại sinh đứa con thứ hai. Nhớ lại vụ cô Park bị bắt cóc và may mắn trốn thoát xảy ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2006 và 4 tháng sau đó, tức là tháng 10, cảnh sát đã chính thức công bố về tấm sticker con thỏ ngỗ nghịch. Khi cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp manh mối, vào thời điểm đó, người đàn ông ở tầng hầm đã dọn đi, càng chứng minh hắn chính là người mà cảnh sát tìm kiếm. Chỉ 2 tháng sau khi bộ phim tài liệu này phát sóng, tức là vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, cảnh sát Seoul chính thức khởi tố lại vụ án Shin Jeong-dong và giao cho đội phá án số 2 của cảnh sát Seoul phụ trách. Họ đã ngay lập tức kiểm tra lại tất cả tài liệu liên quan đến 3 vụ trước đây với hy vọng tìm ra những manh mối có thể bị bỏ sót, đồng thời cũng cử lực lượng cảnh sát tới hiện trường, định tiến hành khám xét căn hộ bán hầm mà nghi phạm từng ẩn náu. Vừa tới nơi, cảnh sát liền cảm thấy thất vọng, bởi lẽ những năm gần đây Seoul đang tiến hành cải tạo sửa chữa khu nhà ở này. Và chính căn bán hầm nơi nghi phạm từng ẩn náu cũng nằm trong phạm vi cải tạo, nó bị đập bỏ mất. Vừa lúc đó lại có một tin dở khóc dở cười khác. Đội nghiệp vụ cho hay họ tìm thấy một lượng nhỏ ADN có thể là của nghi phạm. Nhưng quá trình chiết xuất ADN hình như đã gặp vấn đề, không thể phân lập được một mẫu hoàn chỉnh. Những điều này khiến công cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Cũng may là ngay khi cảnh sát đang vò đầu bứt tai thì một manh mối mới đã tự đến với họ. Như đã nói ở trên, sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng, vụ án sát nhân thỏ ngỗ nghịch đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Nhà đài thấy rating tốt nên đã tiếp tục làm thêm các tập khác. Sau khi tập này lên sóng, một người đàn ông họ Giang đã chủ động liên hệ với cảnh sát, nói rằng anh ta biết một số manh mối liên quan tới nghi phạm. Vào cái năm xảy ra vụ án, tức là 9 năm về trước, ông Giang vừa xuất ngũ và được nhận vào làm việc tại một đài truyền hình tại Seoul. Để xem một số kênh truyền hình trên TV thì người dân sẽ phải trả tiền. Và công việc của Giang là tra ra những người trộm tín hiệu để xem TV mà không phải trả tiền, rồi cắt sóng của họ. Một ngày nọ, năm 2006, Giang được công ty phân công đến một gia đình để cắt đường dây. Anh ta đến địa chỉ nhà người này tại Shin Jeong-dong và sau đó gõ cửa tầng hầm. Giang tin rằng đây là nhà nghi phạm. Lý do mà anh ta chắc chắn như vậy là vì đường dây trái phép được kéo từ tầng 2 căn hộ. Vì vậy khi Giang lên tầng 2 tháo dây, anh ta nhìn thấy chiếc tủ giày trên đó. Điều quan trọng là trong lần làm việc này, Giang có tiếp xúc gần với người đàn ông ở tầng hầm. Giữa hai người có xảy ra một chút bất ổn. Do vậy sự việc này để lại ấn tượng sâu sắc với anh ta. Với sự trợ giúp của một chuyên gia gợi nhớ ký ức, Giang đã mô tả chi tiết về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm. Như vậy một bức chân dung hoàn toàn mới được phân phát đến các đồn cảnh sát. Đã rất nhiều năm trôi qua từ khi xảy ra vụ án, nên có thể nghi phạm đã rời khỏi Seoul. Nhóm điều tra đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chỉ vài ngày sau khi bức chân dung được phát ra, đội điều tra tại Seoul nhận được cuộc gọi từ trưởng công an thị trấn của Cục Cảnh sát Busan, thông báo người đàn ông trong bức chân dung trông rất giống một người tên là Kim Seon-woo. Người này từng có tiền án tiền sự, bao gồm cả tội phạm tình dục. Nạn nhân duy nhất may mắn sống sót năm đó là một người phụ nữ họ Park đã từng nói kẻ bắt cóc cô khoảng 30 tuổi. Điều này trùng khớp với năm sinh 1978 của Kim Seon-woo. Thời điểm xảy ra vụ án là 2005-2006, khi đó Seon-woo cũng đang ở Seoul. Tới lúc bộ phim tài liệu được phát sóng thì anh ta đang ở Busan. Có một khoảng thời gian, Seon-woo thường xuyên lui tới một người tên là Park Geun-hwin. Hai người này đã bị kết án tù vì tội giết một cụ già và họ cùng nhau nhận tội khi đang trong giai đoạn được tha tạm giam. Lúc đó đang làm thợ xây ở các công trường. Hai người này không chỉ cùng ở khu Shin Jeong-dong mà còn rất thân thiết. Đến năm 2008, Kim Seon-woo và Park Geun-hwin lại bị bắt ở Busan vì tội phạm tình dục. Sau khi có được những thông tin trên, cảnh sát Seoul rất phấn khích và lập tức triệu tập người sống sót là cô Park và nhân chứng Giang để xác định danh tính của nghi can. Trong đó thì Giang nhận ra Kim Seon-woo ngay lập tức. Thế là nhóm chuyên án đã liệt hai người là Kim Seon-woo và Park Geun-hwin vào danh sách nghi can. Tuy nhiên khi đó cảnh sát vẫn chưa nhận được một vấn đề then chốt, đó là hai người này là những tên côn đồ lão luyện. Nếu không có bằng chứng đủ mạnh, làm sao có thể dễ dàng bắt chúng? Cả hai tên này kiên quyết phủ nhận có liên quan tới vụ án. Bất kể các điều tra viên có làm gì, bọn chúng cũng không chịu nhận tội. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, cảnh sát Seoul công bố một tin sốc. Cụ thể sau một thời gian điều tra, họ cơ bản đã loại trừ Kim Seon-woo và Park Geun-hwin ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi. Và đây cũng là tin tức cuối cùng về vụ này. Mặc dù vụ án coi như khép lại, nhưng cư dân mạng vẫn thảo luận vô cùng sôi nổi. Có người nói Kim và Park là hung thủ, chỉ là cảnh sát không đủ bằng chứng mà thôi.
Có người thì nói hung thủ là người khác, thậm chí có người còn nói vụ sát nhân Thỏ Ngỗ Nghịch không phải là vụ giết người hàng loạt, mà là 3 vụ độc lập. Ý kiến người dân rất đa dạng, còn bạn thì sao? Bạn nghĩ Park Geun-hyung và Kim Seon-woo có phải hung thủ hay không? Hãy comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.